cầu này phải cái cầu tre, cái cầu này là cái cầu Bạch Đằng, cầu to à, cầu đi chỉ cỡ 30 người à. Mình lên cầu xi măng luôn. Rồi, chào cả nhà và bà con. Bữa nay là ngày cuối tuần cho nên anh em của tụi em cũng đang là họp mặt lại là nướng cá lóc, rai gai và ba lon. Ngày cuối tuần không ngủ mà đi nhậu. Mọi người thấy là trời thì vừa mới tạnh mưa, mát trời đẹp trời lắm. Một chút nữa em sẽ cho mọi người xem cái cảnh mà xung quanh cái chỗ khu vực của bọn em đang ngồi. Phải nói là tuyệt vời một trời luôn, mát mẻ. Mà nói chung là khu vực này mọi người biết sao mà tụi em mà tổ chức tại trên cầu này không, vì lý do là cái đường này không ai đi hết trơn á, cái dạng như cái đường này là hai bên nó đổ nó bị là nát mấy hết trơn này, cho nên là ít có mà xe nào lưu thông qua những con đường này lắm, trừ phi là có những cái nhà mà khu vực này thôi. Thật ra khu vực này cũng rất ít nhà đi bộ, chứ là thậm chí là có những người mà ở đây luôn, cái xứ mà hồng dân ngang vừa luôn còn chưa biết những con đường này nữa. Nói chi bây giờ thì đang nhúng than. Không biết nhậu. Ủa mẹ cô ơi. Món à bùa ly à. Chà đây. Bệnh vậy có bệnh cái miệng uống được thôi chứ bệnh gì cũng được chứ ha. Không có sao đâu. Hết luôn nha. Thằng này thằng tốt rồi. Thằng này chắc rồi, bởi vì nó mới lâu cháy đó. Ê, sẵn ngồi đó lặt mấy con rau tắm lại. Keo muối thì sao mà đâm này. Trời nắng canh cho nó tan ra luôn khỏi không đâm. Lên chơi cậu ơi. Cái đường này có xe qua lại nhiều không cậu? Lâu lâu lại chứ. Trời ơi. Con nhìn đường nó không biết rồi. Dễ ra luôn. Ồ có một bác Kim Mao Sư Dương lại kiếm cậu kìa. Đường này bị lộ có chảy á. Ấm phát xạ quân ly ấm ơi. Ôi, mình chơi khách đi. À, ông Phật á, ông Phật quân Mùi Loan á. Chơi khách á. Đấy. Chơi khách. Ông Phật kìa. Ừ. Phật ta nó sân quận á. Ờ, sợ quận người ta đẹp ấm ơi. Ừ, đẹp vậy, đẹp. Sợ quận người ta đẹp ấm ơi. Vô chơi với tụi con một ly hai ly chơi của ơi. Không uống. Hồi nào tới giờ đâu có uống rượu đâu. Uống bia à? Cái này uống bia à? Bia cũng không uống luôn, bệnh không có dám uống. Vậy ăn cá lóc chơi. À, cá cũng không ăn luôn. Ủa? Nhịn luôn. Chỉ. Rồi, lấy cái kia là ông xài được không ông? Chồng ta đó á. Ông ơi, ông mà ông nhậu không ăn cá thì cái kia ông còn xài được không? Rồi. Cái kia ông còn xài được không? Cái tầm mưa tôm mưa mốt đó, khía tại sòn kháng đó, nếu được khía ấy. Bánh thang ở đây mày có bánh nó cháy rồi đó. Chú nóng đấy. Ok chưa? Ba thằng rồi bốn con rồi chỉ ăn sao? Đặt được ở đó đè xuống chút xíu là nó thẳng lại liền. Cái tướng cá lóc này thấy ghét gì trời à. Để nước để bỏ. Ồ, 5 con hả? Tôi tính là 4 con chứ. Vậy ha.
Lấy đổ lại muối rồi, đổ hết trơn hả? Đổ lại nữa đi. Không có còn kìa. Trời ơi, hồi nãy mình ta trộn trộn muối lên người ta hết đổ. Tại muối nó có một cái tụt ngọt ở dưới nữa. Lắc này giống như pha chế vậy đó. Bán mà đá bào cho người ta. Nói nha. Biết ăn mặn vậy lắm. Nãy cái chị lấy cái bàn theo được rồi. Theo bên trai. Không, cái bàn đó ta bỏ lên trước xe ta chở được. Cái bàn khoảng năm mua được rồi. Đó, mua tôi quay ở nhà chơi á. Xét luôn à, khỏi đá đâu. Cuối tuần thằng đá không? Đá chứ. Nói gì thôi, uống hộp hết mời bà con cầm ly bia lên mời chỉ mới đúng. Mời mọi người và cả nhà và bà con cô bác cuối tuần ăn nhậu với tụi em chơi. À, cũng xin mời là cả nhà nha, hôm nay anh em lại vui vẻ đi nói chung có một cuộc là đi vòng quanh thế giới, không phải vòng quanh thế giới, vòng quanh vòng vòng huyện Hồng Dân. Bữa nay cũng đi ăn nhậu chơi. Bữa nay có anh Quyết, ảnh mới đạp xe về xong rồi có ảnh xuất hiện ở trên clip này nữa. Quyết ơi, lâu dữ không gặp anh em mình vô cái làm cái niệm anh Quyết ơi. Vô đó anh Quyết ơi. Chán đời thiệt. Thầy Quyết nè, thầy Quyết bỏ được không? Trời nó lọt không? Trời ơi, con Quyết bự cái lỗ nó mất lọt luôn. Bự dữ luôn. Quyết 20 ngàn hả? Phải dùng cái Quyết không? Cái cho mấy không? Cha. Dĩ trời, con bà lớn gì, con có tí tí à. Nãy hôm nay 2 không chịu bập binh banh ra cho đều hết luôn không chịu. Quá trời rồi, thầy Quyết ơi, banh hàng mới được. Banh hàng ra đây, banh đều qua hết. Nhớ lại. Nhớ sao mà cho nó gớt cái dĩ xuống dưới thì hỏi không, bóng giận. Rồi banh đi. Banh lấy cái bụi banh kìa. Nhưng mà nó ngúng với nhau rồi. Cái này nó bằng đại với nhau cháy chưa nè. Ừ. Tự lửa gần gom luôn này, bánh mà. Bánh ra, bánh mà cứ bánh này qua đi rồi. Ừ. Cháy chưa nè. Tắt cái cửa này không biết chín trước. Thôi lọc con thử biết đây. Chưa chín rồi mới bỏ vô. Chút về về nè. Thì nó xa hơn. Xa hơn nhưng mà dễ đi hơn. Cũng dễ vậy à. Ta đi rồi. Nghe hơn. Tôi có kể. Ta đi gọi cho rồi, đi thẳng ra tới bà Hiền đó. Nè, là ra là bự rồi. Cái bên kia ra là bự rồi. Trời trời cá ục cái gì trời. Trời tính chứ. Nó cấp trước ta mở, sầu biết hay lắm vậy ta mở hết được rồi. Đúng 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 là cái lắc 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 cái là nó ra. Sầu biết. Con này biết phải sầu huyết nữa, sao mà nó dài thòn cái trời ngộ vậy trời. Ừ. Sầu gì á? Sầu ma. Nè ba con sầu huyết nè. Phải sầu huyết nữa, con gì mà nó con sầu huyết ta tròn tròn mà cái này nó dài thòn à. Lạ thường thiệt. Cậu ơi, làm lon cậu. Cậu ơi, ở gần nhà của anh Phai không? Anh Phai á. Cái này á. Lâu quá trời không gặp, cũng mười mấy năm không gặp ảnh. Cái gì mà nói cái lỗ này không biết cái trên. Đó, con mở được nè, hấp được rồi đó. Có mồi ăn rồi đó. Ớt, dạ mất nghe nó mì. Ra vô chịu bán. Trời ơi, sao biết nè mọi người. Đỏ đỏ vậy mà đã. Tao xài nó mất rồi mà. Nó chơi sẽ giữ rồi mà. Không có nổ không? Gì? Nè, không nổ nè, nè. Nó. Mày sợ chưa? Người thấy ghê chưa? Tao được chơi thứ dữ không à. Đó, cái chơi mạnh. Ta cục đá quyết. Cục đá không á, cục đá nhỏ được rồi. Nhỏ thôi. Xe tấm lại có ăn trộm trộm hả? Chạy đi, sợ ăn trộm mày. Sợ ăn trộm nó đụng sao? Mình là phải người trước. Đã
đợi mình lại chơi, cậu nó mới nhắn tin nó ngủ nhậu. Nó hỏi có ai nhậu không? Cuối tuần rồi. Ai? Trọng. Trịnh Văn Trọng. Kêu nó chạy vô đây nè. Biết không? Để nhắn tin nó thử coi. Nó mới đừng vô đâu. Dễ gì? Thôi thôi nó biết chơi nào, nó làm heo giết heo đó, nó chôn heo tùm lum thứ thứ xứ hết trơn mà. Chôn heo chôn trong bà Hiên mà. Bắt heo rồi nó làm chi? Nó lấy ra đường này thằng Trọng nó mới đi vô đâu. Quý thằng đưa đó. Chủ biết đang sống được vậy cái nữa. Ngỡ. Tao gỡ được hai lúc đó. Trời không biết có lắc lắc. Con nào gỡ được con đó hãy nói cho sợ. Là tao ăn. Không hợp bao tử tao. Kỳ cục. Vô luôn mọi người ơi. Rồi xin mời là cả nhà nghe. Vô. Mời anh Quyết. Lâu quá trời nhớ sẵn như là anh là cô Tư với anh Vũ Chi Trinh đâu. Với anh Thanh, anh A Quậy. Anh A Quậy rồi nữa, rồi với tất cả mọi người nhiều khi em nhớ được như nhắc nhiều. Giờ bởi vì hôm bữa em có bị mất cái điện thoại đó, rồi cái số điện thoại cũ em mới đăng ký lại. Nếu mà mọi người có liên hệ với em là liên hệ lại số điện thoại cũ của em. Ok, là gặp là tấm lại là muôn năm. Ok rồi, xin mời nha. Mấy giờ ta? Mấy giờ Quyết? Hả? 4 giờ mấy 5 giờ. Vì 4 giờ mấy không ngồi? 2 giờ rưỡi. Hiện tại bây giờ 2 giờ rưỡi mà mọi người nhìn thấy không? Nói chung là một cảnh xung quanh là không có một miếng nắng luôn. Rất là mát mẻ. Trời ơi, mưu gió vù. Từ đó. Bà không cần có 75 ngàn mới nay mua 100. Mua lại người ta nó bán 100 ngàn ký. Mẹ nó. Đúng rồi, tao bắt người ta căng lại trừ hao hụt của người ta chết chóc. Tao bán lại phải dữ rồi. Bà không cần là 75. Không phải cho người ta lại chứ. Lúc này tao chạy xe ôm đó mày. Sáng nào tao chạy 10 phút tao lấy 20 ngàn. 10 phút tao lấy 20 ngàn. Chạm mày nằm đâu? Hả? Chạm nằm đâu? Chạm tao nằm ở nhà tao sẽ đẳng chút. Rồi sáng nào thì cái tép cho ổng hết trơn á. Ổng đưa tép cho tao, ổng giao cho sáng căng ký ký ngoài vậy đó. Vì thế mày chơi ổng kêu mà tới tháng trả lần một luôn, khỏi mất không lấy ngày. Ồ, ngày nào cốc này, ổng cốc này nói là sợ trả tháng lắm. Sợ cho nó nào ổng cốc 20 à. Chạy lên chỗ mà gần cái xăng thắng đó, cái dựa tép mà Phúc thắng đó. Tôi quất ngày giờ chở ông cái, ngày đưa có hai gô. Ồ, tao hai gô tao đúng, tao hú xe luôn à. Sáng chạy cốt cái đường lít rượu với đeo đánh quá. Vậy đó hả? Chưa khỏi ăn đâu, bỏ đi. Đủ xe sở trong ngày. Sáng nào cũng quất tôi á chứ. Tép hôm nay có giá làm gì? Có lon mày con mới dục ở đây nè. Ta đợi. Tao thử ăn được rồi đó. Nè hả ổng luôn kìa trời. Không ăn. Đi ăn đi, ăn đi. Tao là toàn sống sống không mà. Tụi biết tao không phải ăn chín. Hả ổng không ăn hồi hồi nó hả? Nó khô nhớt kìa, nó khô máu hết trơn. Đúng quá. Gà sống đó, cặp vô. Mà cũng đâu có đũa đâu em. Vô. Có đũa, ăn bóc. đi ruộng mới về mà phải mình mới đũa đâu ăn. Ăn bóc có được chứ. Ủa cái lắp phải lấy nước đoạn đầu tiên tôi quay cái cảnh là giống như là đi bắt về nhưng mà bây giờ mày nói mà đi mua. Ai nói mua? Nói bữa hổm mà. Bữa hổm nói bán người ta 1 ký, 75 bữa nay bán ra 100. Chứ đâu nó mua đâu. Nó nói người ta bán thôi chứ mình không có nó mua. Đúng không? Rõ ràng. Nói gì chứ là cả nhà ơi. Cá lóc đồng bây giờ hiếm lắm. Nói thiệt luôn, xin phép nói thiệt cá lóc đồng lúc này hiếm này. Bởi vì cái mùa vuông lò tát hết rồi. Khô chừng hả? Khô hết. Lấy nước đây rồi mai thả tôm nữa. Thả cái 150 thiên, 150 thiên. Rồi kiếm được không? Nếu được thì ổng cứ vợ cho nó, nếu mà thả đạt. Nghe biết mấy năm rồi. Hả? Tôi nghe không biết mấy lần. 7 năm rồi. Ở không gì hoài mày.
còn có gái hồi qua dưới tao mày. Chị ơi, nhậu anh ơi, uống với em lộn ơi. Dạ phật ơi, un lộn ơi, bông ơi. Ok. Nó vừa chơi không ai gì chứ tiếng Anh luôn. Tiếng gì cũng biết mà. Tao tiếng gì cũng biết chứ. Không có cái cây mình cầm mình chở chở con cá hay cái cây này nhỏ 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 đó đâu biết. Bẻ bẻ kìa. Cái trên bầu hả? Bẻ đại cái nhánh làm cái đổ á. Mày có số gốc hả? Có số gốc của Quốc ở trên này. Nó sắp đây nè, nó chạy qua đây nè. Nó chạy qua cầu này, cái nó rẽ bên là tay phải cái vô chổng chút xíu tới nhà nó. Ta biết cái nhà nó rừng này vô nhà Úc mà. Số điện thoại đó là gọi đây không được. Bới bồ hổm mà. Không được rồi đó. Tôi có đầu là 99 được rồi. Cá này cá này nhỏ. Chính á, có thằng cầm con cạp luôn à. Cạp như cạp bắp vậy đó mày. Bữa hổm ta tính tách vô đặt nò kiếm bớt cá sặc mà không có, vuông này không có cá sặc, cá chốt không có luôn chà, hì á, không có luôn, cát rồi hút cá không có luôn, chỉ có phì với cái lóc thôi, cái gô này không có luôn đó, kỳ cục. Tao mới có sặc nhất, sặc ha, đem ra nhớ chặn ra cá sặc không biết, nhớ không? Lưới tài tài. Con ngậu đấy nái nái không bầm. Cậu đi ở đây ít chân cư ha. Ở đây buổi tối rồi đi đâu chơi trời, chắc đi ra chợ chơi rồi đi về. Ở nhà ngủ vợ con chứ ở đây đâu chơi. Đấy sát bên, chợ sát bên. Chợ gần mà đường nó hơi khó chạy. Không, tao nói lại đang ngồi y ní mày đâu ai đi qua lại đâu. Cái đường này lúc trước á là tao có đi Đấm Phước đâu xích đâu khúc này nè. Như xích đằng đó đó. Có Đấm Phước lâu lắm rồi, cũng gần cái 7-8 năm nay tao có đi Đấm Phước. Trời Đấm Phước là mày vụn ngang tháng hạn, tháng 2, tháng 3 đó. Cắt hố xong á. Trời nó vui bà cố luôn. Vui hơn cái Đấm Phước thì người ta mày đi nữa. Rồi mày làm mày vụn cái đồng trống đó. Vui trời ơi trời. Không thể, rất là vui. Con nào chín rồi đem ra quất đi. Chính nó dở trời rồi, đem lại nó dở, bỏ ngoài cho nó nguội huyết. Để nóng thấy bà luôn, tách ra sao được. Sao huyết thì không mê. Không hợp luôn. Ăn về thì cái ông kia ông gượt, chạy không kịp. Gượt là ổng. Mày gượt kịp không không? Chính nè, cá là chính. Chính nè, mày bóp mềm không? Mềm chín huyết. Bóp mềm mà chín rồi đó. Cá gì nướng ăn gì mới ngon đó. Thấy từ từ vậy, nó chậm chín, con cá ăn rất ngọt. Nhớ hấp bây giờ ăn cá đâu ngon đâu. Cá nó không mềm. Lưỡi này nào cắt ta? Không tết này. Vậy chứ không lẽ ra tết, lúa này tao nói mày là khoảng là 10... Nó 10 ngày nó có, khoảng nửa tháng nó cắt. 15 ngày nữa. Lúa này nè, lúa này, 15 ngày. Trúng á, lúa trúng á. Thấy sập thì lúa trúng á. Cắt cờ mấy hộp không? Mấy chiếc xe nó vô đây dễ nè ha. Nó chứ mấy gụi nè. Thì mấy cắt lần hộp nhưng mà. Nó vô đây cái hộp mấy cái hộp có đâu, cắt tay đâu. Chết mẹ, quẹo. Nó quẹo mà. Chưa quẹo rồi quẹo liền thấy không? Đi đường này đó. Đi ra cũng đi ra ngoài nè. Đường này dễ vậy hơn. Đường bên bển dễ chạy hơn, cũng như sắn qua ngoài chợ rồi đi hà đi đường này dễ chạy hơn nè. Trước mình về đường đó không được á. Đường đó có bọc qua tới cây cầu chỗ này. Cây cầu ở chỗ mà ra chơi á. Nó xa. Chưa tới chứ y. Thì gần tới chứ y. Nhưng mà nó xa hơn rất là nhiều. Chỉ có đường này gần nhất nè, nhưng mà đường này khó chạy. Nhưng mà đi đường này nó xa hơn chút nhưng mà đường này dễ chạy nè. Đây chạy tới văn cây nó là chỗ gần lo bự rồi. Chỗ gần lo bự. Dễ đi không? Cả đây đôi đũa vàng.
này là đôi tay vàng chứ phải đôi đuổi vàng. Không quá. Con cá lóc ta muốn con nè. Ta đẻ cái lưng này rồi chỉ rồi nè. Đẻ cái lưng này ra. Phải làm luôn. Khoan khoan khoan. Trời ta lái con lụa quá. Dân chơi mà sợ gì. Mẹ chồng miếng cá lóc không biết. Rồi cảm ơn ha. Dạ dạ có gì đâu. Cảm ơn chồng mới đúng. Nóng nóng nóng. Rồi cảm ơn nhiều. Nóng nóng dạ. Nóng. Rồi, quá. Cái chụp lần là sỉnh đó. Đi qua lại chụp lần là sỉnh luôn đó. Chơi chú ơi. Lại làm vậy đi chơi chú. Có gì đâu. Chú cháu mình không biết thì thôi biết rồi là cũng là chú cháu thôi. Mình làm vậy lấy chế. Lại này, ông này lại. Vô. Từ từ, mình đây ông lại cứ uống luôn. Có sao đâu. Ờ, mình lúc đó mà ngồi 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 sát sát cho chổng ngồi góc bên đây luôn đó lắm này. Có cá vậy. Chiều chiều đi đi ngắm mát rồi chơi ngồi ở đây ngắm mát mới đi kiếm cá về mà. Câu được không? Câu cái gì câu không cua câu đâu mày đã cắm câu được mấy cá lóc nè dạ đừng ngồi chơi chứ cũng cá đó bạn ngồi ngồi chơi ngồi chứ chú cháu mình biết thôi biết rồi cũng rồi chú cháu hiểu không ngồi đại đi nào có xe cái ấy qua có xe mình ép bên đây dạ lối dám ngồi đi đừng có buồn như ngồi thanh đó cũng im đó. Vô, vô chú ơi. Ở xuống dưới này không có động lại. Ở dưới này có chỗ ngồi đó hả? Có mà. Mày sợ nó. Có, mà dưới đó nó nực. Nó có mát còn đây đâu, ở đây mát. Sợ nó hẹp quá chú. Như bình thường. Dịch kêu tới giờ ăn cái gì kêu quá trời kêu. Đây nó bà thâu rồi. Ướt nữa, trời mưa. Ở đây chú ơi. Ở đây mát nhìn phong cảnh nó đẹp hơn ở dưới. Ở dưới nó như là nó phước bóng quá chung. Mình không thấy được ngắm cảnh được cái là cả trận hay dừa. Ở đây nhìn thấy cái bên kia. Thơm quá. Nóng nữa. Ăn muối. Cháu ở đây đâu là? Tụi con ngoài chợ. Ồ, chợ đây hả? Dạ. Rồi chơi nhà gần đây hả? Ồ, bà nhà em bãi lăng hả? Ừ, rồi. Nhà bãi luôn, bãi qua đây luôn. Thì tòa nhà tới bãi lăng hả? Bên sông á. Dạ, ở bên sông. Bên sông. Bên sông. Vậy chúng chú ở đây cũng làm gỗng rồi nha. Có mấy con cho em làm. Dạ. Làm. Người con. Người con. Người một con. Tôi ăn rồi đúng không? Xé ra thì cho chấm gốc chanh nó chứ. Ở đây mình được cái là sống ở đây tuy không có bon chen như ngoài kia không có hết khói bụi xe gì hết ha. Chú không gì? Khí trong lành luôn. Đường nó dẹp chú làm. Ở bên sông chú ở gần nhà thằng cần gì con anh ba có không ta? Thằng đặt vớn á. Con của anh ba có ở ngoài kinh ngoài á. Bà có ở Nguyễn Châu đó hả? Chút ngoài này nè, bà Hiên ngoài này nè, gần nhà bà tới đến đó. Đến đặng chút đó. Ở gần đó không? Đây có... nè, nhìn thấy nè, từ nhà đây nè. À. Thì cái nhà đây có thằng con ảnh đâu cũng ngon. Bắt đầu có lóc ngon mọi người. Đó đó, sắp bên đó đó. Cầm thời gian phải không? Thằng ốm ốm mà cao cao tên gì quên. Đó hôm nay cũng 40 tuổi rồi. Chẳng 40. Vô cậu ơi. Cũng chưa đặt vớn thời gian. Vô chú. Vô. Thiếu cái ly rồi ta. Xe nó quẹo vô ta. Đợi chạy. Qua đây á. Qua đây hả? Rồi. Ờ, mày để bỏ cái đát bên đây tức là bữa sau lon bia đi cho có để cái đường. Tiếp theo bển luôn. Qua đây thiệt. Ý không? Chắc đi trên đâu nữa.
nhà đó bên đây nè. À, nhà xích này chút. Ừ. Biết rồi, gần ở chỗ nhà máy của thằng Quất rồi đó. Biết. Xác nhà máy Quất, biết. Nhà nằm chung dãy luôn. Ông đó nói con biết. Nào mà không biết con. Thôi đâu rồi. Lại tới nhà chết luôn à. Mình để cái là tới nhà luôn. Dám nhiều Nguyễn gì đó. Đi thôi. Ông Nguyễn xuống chơi nè. Mặn biết không? Ba thằng đi mới nhậu với bạn, anh bạn của nó ở Kiên Giang vô. Ba thằng nhậu xong rồi nhậu mấy chỗ nhậu tới 1 giờ vô khách sạn, ba thằng ngủ trong khách sạn nhậu đủ mất tới 1 giờ mấy ha, thì tao bóng vợ người ta hết nổi rồi. Tới 1 giờ mấy luôn. Ba thằng. Để lúc này ngon mày. Ơi chạy mẹ mang cái dép kìa, mưa đó nó như vậy. Dép nhà. Dép này mang đi nó không có trơn. Mày biết cái dép này kêu bằng dép gì không? Đó không? Vô ha. Ừ, đó không? Mấy chục đó, cũng khoảng cỡ 40-50 đó. Là 30,000 bạc. Lúc trước tao mua 40-50 đi tàu biển, mua là 3 đôi. Thấy không? Bởi vì nó đãi trơn. Đi tàu biển nó trơn, nó bon trơn, nó đa số mà dép này không. Tao cũng trơn. Lò mà ăn cái lóc ngon quá trời ta. Cái lóc đồng cũng biết ngon không? Nó dễ nghe cái nha. Chạy nghe làm vậy, mua đòn cái gì? Tới đâu lận? Về ô chợ mua đồ cái gì? Ổng bên em. Kêu ông cực, để ông cực sớm đi. Ừ. Nhiêu tiền có nhiêu tiền đâu. Ừ. Kêu ông mua giùm rồi lại nhiêu tiền. Giao luôn. Ổng bữa nay ổng đâu có đi làm đâu. Bữa nay thứ bảy mà. Tao nhớ bữa nay thứ bảy nè. Có sống được không? Không. Ông Hiền có hả? Kêu ông Hiền đi. Có bỏ điện đâu không nhớ gì. Mua cái gì giò đậu cánh cho mình nhậu đó. Có thì mà để mua giùm đi, cái chạy sớm. Ừ. Không có chạy sớm nè. Tao không chạy sớm, sáng nào tao không chạy sớm. Sáng tao đi 10 phút là về tao có lít rượu với gói thuốc về xe. Cũng cứ nổi hồn nó ra bên ra chỗ. Má đang ngồi ngon lành mấy. Cứ kìa. Ra chung cư. Ông gật không đã, ngay giờ này có lỗ nào không biết. Vậy sao mà cái nào mà không biết, kêu mẹ đang ngồi đây ngon lành phong cảnh yên bình nữa. Cô chú ơi. Thì chơi đây là chị vô. Ờ, không gấp không? Ông anh hả? Không biết điện mà bữa nay ông lãnh ông đâu có đi làm đâu. Bữa nay nghỉ. Làm ông không làm chuyện á. Ông con đi không được hả? Đang làm nha. Có lại tối nay đụng em tối nay ừ. Nằm ở nhà nữa kìa. Rồi anh ba là có về không? Nghĩ sao? Anh ba nghỉ á. Anh ba có về không? Ở đâu đây mà vậy? Thì biết ảnh có về không? Hỏi vậy thôi. Đâu dữ không gặp ảnh. Vô. Còn cũng xếp luôn. Về luôn. Nó chơi đừng buồn mày, tại nhân nó chơi thôi. Đánh tao rồi biết rồi, đánh tao rồi. Tao nó chơi vui vẻ. Có ai xịt nhiều mà cũ. Tôi biết rồi. Đây là cái kinh này xong nó vô đây. Ở cá cũng ít. Không, ít lắm. Thì nó mày cứ mấy kinh này cá. Tại được cái bự không mày. Cậu bắn mấy cỏ mấy cỏ này bự lắm. Sao cậu bự không á? Mà cái... sao rồi, cá người ta xịt thôi. Ít cá. Ở ngoài này là có cái cống ngăn mà. Đúng không? Có. Rồi đang làm cầu á. Dạ, đang làm cầu, không biết. Đang làm cầu lớn. Đi qua bên kia đâu được đâu. Chạy được á. Ừ. Bây giờ đi qua bên kia được, đi qua bên nhà mấy người ông chính đâu có được đâu. Chính chịu được đâu được. Cầu lớn rồi. Đang làm cầu ngăn. Biết anh chịu được không ta? Cũng bỏ xí lâu mới đi lợi. Hồi trước rồi ở đây thì mà đi. Không đi đâu nữa? Đi Nam Giang một thời gian rồi. Nam Giang hả? Nam Giang ở đâu ta? Là hủ tiếu Nam Giang, là hủ tiếu Lạc đó đó hả? Nam Giang là bên Hậu Giang bên á. Nam Giang Campuchia. Nam Giang Campuchia chứ không phải là Nam Giang bên Hậu Giang à. Bên Hậu Giang cũng có Nam Giang nha. Là người là Khmer là Nam Giang đó. Vô biến mẹ về chỗ dễ hè, chỗ quân cư đó. Mày nghĩ sao hả? Về đi dọn về. Trời trời đang. Trưng ngưng nữa đi. Tao về trước đó mày gọi. Mày trước đó mày gọi đi.
Không, ở đây người ta đang hứng ở đây, mày cứu đi. Đó. Mày đang hứng nữa chứ. Kế bên gì? Mấy giờ mày chạy kế bên nè. Tại cái đường gỗ nó hơi dặn xíu thôi. Ủa? Tao cũng đo đang tính làm lỗ rồi đấy mà chưa làm. Dạ. Yeah. Vậy là cậu biết nói tiếng Campuchia không? Biết, đó xong đó mười mấy năm á. Mười mấy năm luôn hả? Vậy biết gành luôn rồi. À, người ở bên đây là con hỏi câu này có phải không nha? Con xin phép con hỏi nha. Ở bên Việt Nam mình á, người Khmer người ta kêu là mơ tư bí. Mơ tư bí là truyền hình. Ờ, à, là truyền hình. Rồi còn ở Nam Giang mơ tu lô tố. Ừ, cũng được. Đúng không? Mơ tu lô tố là coi là truyền hình. Đúng không? Con nói đúng không? Ở Nam Giang là kêu vậy. Hả vậy mà cậu ở đó lâu rồi mình có thuộc bài hát nào không ta? Hát được. Tao không cậu hát hơn câu nghe chơi tao. Thế không không sao đâu. Cá nó khác rồi kìa. Chuyển cá. Đó, cậu hát câu bài nhạc Campuchia thôi. Có hát được. Có ngủ vô ở cứ hát chai nghe chơi. Không được. Khác rồi thấy không? Nè. Tao thử cậu. Thì đam thì cứ hát hoài. Hả? Tao làm thử bài nghe chơi. Không có ban nhạc không được. Bây giờ nè, vô nè, giờ con bắt nghiệp cho cậu. Ôi, để làm nào đi tham này vậy. À, bọn phum á. Tăng tưng tăng 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 tăng. Lạc trôi. Xin được bọc mê cái bản nó bị quên mày. Bọn phum. Bọn phum tăng 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 tăng. Bọn thâm hay là đó, anh lạc trôi, anh lạc trôi của là Khmer, lạc trôi. Tao, bọn thâm. Bình phum đó là đám ở xóm á, bình phum đó. Tăng tinh gì đó. Đó là gì á? Tăng tinh nó nắng. Đó giờ giai điệu có biết mà lời hát không được. Với con bài cũng hay lắm. Tiếp chân hay không? Chân. Chân hiếu. Còn mà, đây chưa đã hết đó. Nhậu. Đi nhà kia. Còn sọc huyết nữa nè. Con cá này nó chín rồi, nó khô khan, con khóc ăn, chút khỏi ăn luôn. Con cũng khoái nghe nhiều bài nhạc Khmer lắm. Đó. Ở bên nào. Bản này thông mê trong phái cái bản mà lạc châu rồi thì, lạc châu của Khmer đó Khmer ở nước Thái Lan á. Bài này hả? Ừ, Khmer ở Thái Lan đó rồi chui đá còn đây anh đến đây. Đem ra đây đừng có bỏ cho nó nữa, hồi nó khô gan ăn mất chất ngọt lắm. Có thể con ăn mất chất ngọt. Cầm mà để lên tay cạo mới được. Cầm ngoài cạo cũng được cái gì đâu. Khô con cá nó mất ngon rồi đó. Không ngon bằng cá này nè, cá này ăn mới đã nè. Thịt nó rất ngọt, nó vừa chín tới. Đúng không chú? Ừ. Nó vừa chín tới là con cá nó rất ngọt. Vô, rồi chui. Còn cá bên lớn này không biết con phái gì không? Cái nghề con mê nhất là đi luộc hàm hả? Chú? Ừ, luộc hàm á. Ồ, nhỏ nhỏ hay luộc hàm ha. Ăn thịt nó ngọt, trời ơi trời, mê như núm luôn á. Con thiệt mê lắm, luộc hàm. Tại... Đây mình chạy xe đi hả? Nghe nãy. Dạ? Chạy xe đi hả? Hả? Dạ. Xe tôi con nãy. Vậy nó đi bỏ vậy? Dạ. Nó đi bỏ vậy? Thằng chạy xe luôn, thằng chiếc. Không nào chở nào vậy? Nào chở nào thằng chiếc à. Đi vậy cho nó... Thằng nào muốn về về, khỏi má công. Thằng này muốn về cái thằng kia nó... Mắc công chở nữa sao? Là xanh lạnh này kia nữa. Đúng không chú? Không, chú cứ dùng nha. Ừ, có dùng. À, cứ dùng... Tự nhiên đừng cứ nhảy vô chân á. Côn á. Ông côn vôn á. Mẹ côn á. Cơ mẹ. Ừ, con lai đó. Vậy đó, con lai đó.
Mà con nói vậy có đúng không trời? Con nói vậy chú giải thích được không? Được. Con nói vậy rồi đâu chú giải thích tiếng Việt là sao vậy chú? Ông con ông con vuông mẹ con lại cơ má. Đúng rồi, được rồi. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Người ta nói con nó bậy không mà. Dạ. Dạ. Bậy đâu bậy ha. Đúng không? Mày nói là tập nói từ từ cũng quen mà. Thì mới vậy. Con cũng biết chứ bảo. Bà ngoại con là Khmer gạt đó. Mình không nói lâu lâu nói là con cứng. Dạ. Yeah. Thì mình ít nói mình nó hơi cứng tiếng chút. Tôi chưa qua bệnh hồi mới qua đây nói tiếng Việt đó được đâu. Mấy năm cũng qua đây cũng 10 năm á. Dạ, giờ đây 10 năm rồi. Ừ. Là lúc 2010, 11 đi qua đây rồi. 10. Ủa vậy là chú là cuối cùng là gốc ở đâu? Đấy. À. Ở đây luôn. Rồi có là mới sang đi qua Campuchia, Campuchia có người quen bển gì chú? Hồi đó Tú đi học rồi. Dạ. Đi học Bạc Liêu rồi đi luôn. Nghe nói bển nước nào có đổi mắt nhìn thấy á, mắt thứ á. Thì đi ra ngoài rồi. Đi tới đó, tới Thái, đến được cái gì rồi. Người anh thứ ba mất nè, rồi tốt nghiệp, ông già bà già. Mình ở xa nữa, bà kêu về hoài, rồi kêu về. Vậy cũng được mấy năm, ông già bà già mất. Ừ, cái đó gì mình đỡ hối tiếc hơn. Lúc đó là những ngày đó mình còn ở chung sống với dạ, cha mẹ. Dạ, còn sư chuộng giữa đó là em ruột nữa. Dạ. Đại đức chuộng giữa đó. Dạ. Cũng ở đây luôn. Chú biết ở là Sóc Giang không ta? Thì ở đây. À, Kiên Giang á. Kiên Giang đó. Sóc Giang là quê của bà ngoại con. Bà ngoại con ở Sóc Giang á. Là bà Khmer gạt đó. Bà là gạt luôn đó. Bà ngoại con là họ Thị á. Bà họ Thị luôn. Nói thiệt, bà già không biết tiếng Khmer. Bà già không biết tiếng Khmer tiếng nào hết trơn á. Bởi vì ông ngoại là người Việt. Bà ngoại người Khmer gạt. Ủa vậy là Chí Phèo Thị Nở là người Khmer hết ta? À biết rồi. Không biết vụ này. Này cái vụ này cũng lâu quá trời không biết. Cũng không có xem gì mấy cái đâu mối tình đâu có mấy ngày đâu, 3 ngày hay vậy đó. Rồi Chí Phèo Thị Nở mối tình theo rất là như là nhớ mãi như 3 ngày hay giờ. Chí Phèo với Thị Nở. Nó nhớ mày mãi phải không? Tại vì lâu quá trời mình không có xem về clip đó. Mối tình đó như định. Mà chơi đi nghe chú, mà chơi hết tầm này vậy. Kim cá thì ông nãy rồi, nghe mà còn. Ông cũng đặt chứ không thì kim cá ông có nhiều. Chạy xe nãy đó. Dạ. Nhà có anh Phai gì là xích này chút phải không chú? Ừ, xích đấy nữa. Trộm không gian thật tiền. Anh còn ở đó không ta? Thua thương lòng. Hai cái đó hả? Dạ. Anh Phai lúc trước là coi gần cho nhà máy Quốc. Quốc chứ này nè. Biết nhà máy Quốc mà. Lúc cứ coi gần thì con cũng làm trong nhà máy đó, đi dắt lúa gì đó. Cái lúa ghe lên vậy á. Biết cũng làm cũng mấy tháng ở trọng á. Anh Phai thì anh coi gần. Biết. Vợ nhà đây nè, có vợ đây. Dạ, con biết anh có vợ đây, anh ở đây mà anh là người Việt, nhưng mà vợ là người Khmer. Ừ. Đúng không? Con Hương. Dạ. Con Hương. Bán vườn lúa bây giờ. Dạ. Cô Hương lúc trước bả cũng hàng sáu. Đúng không? Bả làm hàng sáu. Nè. Chú ăn sầu huyết không? Ờ, để thêm nè con đó, ăn đi. Nó ba con ăn chứ. Chú ăn đi cái gì ha. Dạ. Người con nha, cô ơi. Cá nha. Cứ ăn thoải mái có gì chú ơi. Lo
Thơm không? Có lóc ngon không trời? Chút mấy cái lông bê không nè, chú bỏ bọc cho chú. Nó về giùm con nha. Chứ để bỏ đây người ta chửi nữa. Biết không chú? Nói gì á, bỏ để đây người ta chửi mình. Người ta nói bỏ nhậu bỏ từ. Rồi ok mọi người, bây giờ thì đến đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà con, cô bác đã xem video và đã xem tới đây. Mình đang đi qua cây cầu á. Rồi chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nha. Cảm ơn bà con rất nhiều. Còn chờ anh nữa kìa. Chờ anh tiếng ơi, tắm lại. Hello, là xin chào cả nhà nha. Hôm nay anh em cũng lâu dữ rồi không xuất hiện trên kênh của A Tăng. Hôm nay cũng xuất hiện rồi. Mà thấy tâm này có đẹp trai không mọi người ơi, thì là xe like giùm A Tăng giùm chút nha. Rồi chào tạm biệt rồi. Hẹn okay, mọi người video kế tiếp sẽ đi lại tới một cái gì đó đây, mình chưa tiết lộ được.